Hello cả nhà, chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem. Hôm nay Út xin sẽ review cho cả nhà mình xem cái con sông của Cống La Bang nha cả nhà. Nước nó cạn nè, một chiếc tàu chở cát nha cả nhà. Được gọi là ghe nè, ghe lớn quá trời luôn mà nước nó cạn nè, cả nhà thấy nước không? Nước rồng nó cạn kìa, mấy cái chiếc xuồng nhỏ nó tấp vào bờ luôn rồi cả nhà thấy không? Phong cảnh ở dưới đây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Là cống của La Bang. Nên con đường đó là đi về chợ nha cả nhà. Cả nhà thấy một anh đó đang chài kìa đó. Ồ, nước rồng. Đây có một chiếc vỏ nhỏ với một chiếc vỏ lớn nha cả nhà. Lục bình nó dính vô trong cái móc đó. Phong cảnh ở đây rất là đẹp, yên tĩnh luôn cả nhà. Coi cái anh nó chài coi có cá không, chắc dính quá, dính cá cạn rồi cả nhà thấy không. Chiếc này là bơm cát nè cả nhà thấy không, cát cát ở trong ghe đó. Một cái bà đó bà bị bệnh đó cả nhà, bị bệnh kiểu nó kêu bệnh tâm thần đó, thấy bà đi chợ thấy thường nghiệp không, bà đi lụm này lụm kia, hái cái này cái kia được, bà đi gì đó bà lang thang. Cả nhà xem video, nếu có thích video này nhớ cho Út xin một like và một đăng ký kênh để Út có nhiều động lực ra nhiều video cho quý vị khán giả mình cùng xem nha. Cuối video Út cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả anh chị em, cô chú bác thời gian qua đã quan tâm và theo dõi kênh của Út Xin TV. Út chúc sức khỏe cả nhà mình luôn bình an, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Út cũng xin tạm ngưng video nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại video sau nha.